mấy đứa con anh ra sao rồi? Nhưng giờ nó cũng được, thằng nãy giờ coi như nó làm ăn cũng được hết rồi, coi như ổn định. Con đi chị hai nha, cảm ơn em. Bây giờ thăm nhà một chút. Dạ. Cô lái đỡ ơi! Ơi! Chào bà Năm. À, ơi nè, dạy Bi. Con là thằng Lượm, con tư rước ở đầu làng là bà Năm nè. À, vậy là bà Năm nghi cháu làm ăn xe vừa có khỏe hay không? Dạ, con cũng khỏe. Con vừa về tới nhà là xuống thăm bà Năm liền. À. Bà Năm có khỏe không bà Năm? Bà Năm khỏe, bà Năm cảm ơn cháu, bà Năm khỏe. Con nhớ ngày xưa là bà Năm dạy cho con hò đổ đáp, rồi hát bài chòi. Bữa nay bà Năm còn hát bài chòi được không bà Năm? Bà Năm tuy già thì già nhưng mà nói hết là bà Năm khỏe liền.
Vậy thì bà Năm hát cái bài mà bà Năm sáng tác mà gửi cho chồng của bà Năm làm ăn ở xa, bà còn nhớ không? Bà Năm nhớ, con ngồi xuống đây bà Năm hát cho con nghe. Dạ. Bữa nay anh nghỉ ở biển, ở nhà rảnh rang rầu em lấy cháy ra đây một tờ. Cũng vậy hai chữ ước mơ cho nên rầu anh em ta bức thơ đi người già anh ra đi anh bỏ cửa bỏ nhà liều tranh yêu quý anh cách xe đi mới dầm đường anh ơi anh ra đi anh giúp nói tình thương nói ra nhiều ở nào đây mưa đoàn trường nào em ơi rầu mở đi tao nào đầu tao quần eo rách ngỡ hết đây mưa nhòi giờ thờ mở hay còn ở như công chuyện bàn ngày anh treo neo tét nước mà hai tay đây mưa liền xây mẹ rau này dòng gió anh cũng đi tấm thân rầu cực khổ xe ở gì gian nan anh ngầu ăn nước chảy hai hàng nói ra nhiều ở nấu đây mưa đoàn tràn rầu mớ đây lặng gió thanh chờ anh đứng chèo rồng rã dây thờ sáng ở đêm em cỡ qua cái chuyện ở anh làm em cỡ qua công chuyện anh làm tháng ngày rầu anh nhớ đến nơi em ở vô hầu chồng vợ sống chung nay sao hầu cách trở ngàn trùng xa xăm gió xanh anh cũng thức rầu ngầu ganh lắm chăm mắt nọ rầu nhìn xa ở sao trời nói ra nhiều nỗi xót xa dòng gió nắng mưa dãi dầu quá ơ cỡ qua biết mấy cho vừa anh kéo neo thả lưới xanh ở giòn cái tay làm cho mặt nám da dày thương anh mặt nám da dày tấm thân rầu cực khổ đêm ngày là lữ anh lao lữ chứ qua sông thì phải lụy đò chứ em ơi lặng lặng nghe anh hò vài câu à, chứ hò sao mà có nghĩa có nhân chứ đừng bội bạc Hey.
chứ thưa cùng các bạn. Chứ thưa cùng các bạn, đừng ai nghi ngờ. Nước sâu sóng bùa vắng đò, thương anh gì bởi cất tiếng kêu thuyền hỡi chờ trưa, thuyền em gánh nước chớ em lọc lừa, chớ em lọc lừa mà làm chi. Tám ơi, Tám, Tám có nhà ông Tám ơi. Ai kêu tôi đó? Lụm đây, công tư rớt đây này. Hay lắm. Hay lắm, con có tư rớt hả? Ừ. Mày về hồi nào? Tao mới vừa về, tao ghé thăm bác Lâm xong mới là đến thăm mày. Mà bữa nay sao mày ra nông nổi vậy hả Tám? Tại gì? Cô vợ tao nó bỏ nó đi rồi làm á. Sao con Tám nó bỏ đi? Nghe nói nó thương mày lắm mà. Mà tao nghe nói là vợ chồng mày cũng rất là hạnh phúc. Tụi mày quen nhau ngày xưa, cưới nhau cũng qua những đêm hò đó đáp. Hay là mày rượu chè, rồi con Tám nó bỏ mày ra đi? Tao ân hận lắm. Tao ân hận lắm rồi làm á. Thân nè, trách thân nè, thân sao chứ lận đận. Mình nè, trách mình nè, số phận chứ sao hẻm nhiều. Cho bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo. Nên vợ tôi nó mới không ở nữa, mà nó theo cái đầu râu. Em ơi chứ bây giờ,
Em ở kìa nở đeo cho đỡ cho qua qua trong đứng nửa trong ngầu rầu cánh phía cho hầu nào qua phú lỡ ăn ấu chua cho xuống đại lạnh uống nước ngọt cho qua hồn chùa ăn mật láng cho bây giờ em không ngó nữa em không ngang đến chồng nghèo nó cực khổ rầu gian nan nó cơ hàng hầu nào em thất nghiệp em đi lang thang anh thấy em nửa tẩu nghiệp anh mang anh nuôi rầy hầu nào em bán nước ra rồi anh đi mây ai đưa mình mà chung sống cho tới ngày rồi mai sau cho hầu nào em bắt ốc rồi anh hay reo sao bây giờ em đỡ lại nậu mâu sầu này cho qua cho hầu nào trái chuối chín cũng căng làm ba trái cam tư cũng căng làm bốn mà nửa trái cà cũng căng làm năm sao bây giờ em lấy nậu cho em ăn năm em bỏ qua cho qua hiu quạnh rầu năm cánh qua một mình anh bây giờ phê mắt sao cứ rùng rinh cho giọt lỡ sầu giọt lỡ thám như nước trong bình nó tuôn ra anh bây giờ như con cúc nó kêu tù qua nó lẽ đâu nó lẽ bạn âu chú cháu là buồn bà con cô bác ơi ai thấy vợ tôi nói nó về giùm nó bỏ nó đi mấy ngày tôi nhớ nó quá nhớ chết cho làm gì mấy ông hầu nào em thất nghiệp em đi lang thang anh thấy em nửa tẩu nghiệp anh mang anh nuôi rầy hầu nào em bán nước đa rồi anh đi mây ai đưa mình mà chung sống cho tới ngày rồi mai xeo cho hầu nào em bắt ốc rồi anh hay reo sao bây giờ em đỡ lại nậu mâu sầu này cho qua cho hầu nào trái chuối chín cũng căng làm ba trái cam tư cũng căng làm bốn mà nửa trái cà cũng căng làm năm sao bây giờ em lấy nậu cho em ăn năm em bỏ qua cho qua hiu quạnh rầu năm cánh qua một mình anh bây giờ phê mắt sao cứ rùng rinh cho giọt lỡ sầu giọt lỡ thám như nước trong bình nó tuôn ra anh bây giờ như con cúc nó kêu tù qua nó lẽ đâu nó lẽ bạn âu chú cháu là buồn nó lẽ đâu nó lẽ bạn âu chú cháu là buồn kéo gà kéo đèn thôi tay kéo...
ngon lắm. Nước chấm cũng ngon. Nhất bánh tráng Hòa Đa, nhì cá trê Phước Lãnh mà. Cái bánh tráng, ừ cái bánh tráng. Nấu gì ở quê nấu thì xa, nấu thương nấu nhớ, Hù La Khoang. Quê ta nấu gì ạ? Hù La Khoang, Khoang hô Khoang, Khoang ơi Hù Khoang, Khoang hô Khoang, Khoang ơi Hù Khoang. Nấu đi nấu nhớ quê ta, nấu nhớ câu hát dân ca ngọt ngào, có tình quê hương dạt dào. Tình quê nhân nghĩa thủy chung. Nấu gì ở quê nấu thì xa, nấu thương nấu nhớ quê ta, nấu gì nấu đi nấu nhớ quê nhà, nấu nhớ bến nước, nấu nhớ cây đa, nấu nhớ thắt ruột mềm gan, tình quê gia diết mềm. Nấu gì ở quê nấu thì xa, nấu thương nấu nhớ quê ta, quê ta nấu gì. Nấu biết sẽ gì ở đâu, nếu nấu không có quê hương.